Chào anh em, đấy quá lãng phí này. 22 bộ lăng xê. Tôi vừa phải cắt hết cả da. Đây. Cắt hết cả da bởi vì nó không đạt yêu cầu. Nó không đạt yêu cầu chuẩn của tôi. Lý do là cái dây này. Dây dù này nó không phải là dây loại cước. Rồi dính cái vải một cái phát mà tôi đi mua mà nó giống y xì nhau luôn. Nó khác mỗi cái loại. Đây anh em xem này. Tôi lấy 5 cuộn. Đây. Hai cái mắc giống y xì nhau luôn. Không khác nhau một cái gì cả. Thế mới điều. Và một cái hàng giả, một cái và hàng thật. Một cái thì nó có lõi cước, còn một cái thì không có lõi cước. Chỗ này tôi đi lấy hàng rất chi là nhiều lần rồi, cũng tin tưởng. Chạy đi lấy về thì cũng không kiểm tra. Nhìn cái bao bì đúng rồi, không kiểm tra thì cho con bé nhân viên. Ở bé nhân viên làm hộ thì cuối cùng hướng dẫn cho làm qua qua. Sau đến lúc tôi buộc thì tôi cũng mải xem phim, tôi không để ý. Đến lúc về buộc cảm thấy nó dễ buộc hơn mọi khi, không để ý lắm. Thế đến lúc về buộc một đống rồi, lồng hết vào lăng xê rồi, thế xong rồi quay ra đến lúc hơn nửa để tạo thành cái cục, một cái cục này ở trước đầu lưỡi đây này để cho nó khỏi tuột. Đấy thì mới nhận ra là nó không có cước. Thế là thôi, ngậm ngùi và cắt hết ra. Tuy nhiên thì cái dây này cũng không phải nhãn mác ghi trọng lượng thì 16,6 kg đấy, thế nhưng mà không tin được. Sợ không đảm bảo. Đây tôi cũng câu thử cái ghế tôi đang ngồi này. Tôi móc vào đây tôi xách thử thì vẫn lên. Cái ghế cũng khá nặng đấy. 7-8 cân. Nó vẫn lên, thế nhưng mà tôi nói là dù lõi cước. Thế mà nhớ tôi buộc cho anh em cái này không bằng phải bằng lõi cước đến để mang tiếng ra. Đấy. Thế là tất cả cái chỗ dây là phải vứt đi thôi. Cái không cái này thì chắc chắn là đóng cá nó cũng rất chi là nhạy này. Nhưng mà nó có cái nhược điểm của nó. Nhược điểm của nó là càng mềm thì nó càng dễ rối. Dễ rối thì các anh em lúc câu lăng xê mà được con cá lôi lên thì gỡ lại càng lâu. Thế thôi tôi bắt buộc tôi phải cắt ra đây này. Cắt ra một mớ đây này. Đấy. À, khóa này rồi lưỡi này. Giờ sau này cắt hết ra rồi đi lấy hàng để buộc lại thôi. Thế mới đen thế này. Đấy. Rồi lúc nãy tôi hỉ hụi tôi cắt hết ra rồi. Đây tôi cũng xin nhắc anh em một chút là cái lăng xê của tôi bán cho anh em ấy là dùng để câu trừ loại trừ cá chim ra thôi. Cá chim thì nó chỉ lên khoảng tầm 50% thôi, bởi vì cá chim thì nó sẽ cắn đứt mất cả dây. Hôm trước có một bạn phàn nàn với tôi là dây bị đứt. Đó, bạn ấy câu thế thì bạn ấy cũng bảo là lên chấm trôi chép các kiểu đấy, thế xong rồi về sau bạn bảo được cả ba con cá chim nữa, thì tôi nghĩ là chắc là bạn ấy bị đi cá chim cắn đứt thôi. Rồi bạn ấy bảo là bạn đấy thì chắc là tôi nghĩ là chắc là đen tận mạng. Bạn bảo cái khóa này của tôi này, hôm lúc bây giờ được cá đang dòng thì nó nổ cái khóa này, nổi khóa này thì tôi cũng xin chia buồn với bạn ấy là cái khóa này tôi nhập thì từ lô từ trước đến giờ. Đây là cái khóa xoay nên cũng thuộc loại tốt rồi. Chắc là trong cái quá trình người ta sản xuất ấy, ví dụ 1.000 cái tôi nhập thì toàn là 500 cái một. 500 khóa xoay một. Bây giờ trong quá trình sản xuất thì tôi nghĩ chắc là người ta sơ suất gì đấy, nó đóng không chặt lắm thì nó bị bong mất một cái đấy thôi, nhưng mà không phải là thường xuyên nó bong. Bởi vì đến giờ hiện tại tôi bán nó rơi vào khoảng tầm trên 7.000 bộ lăng xê rồi. Nếu mà kêu thì mà cũng mới có một người kêu thôi. Nếu một người nói như thế thì tôi cũng rất là làm
hạnh phúc bởi vì mới có một người nói. Thế còn bạn ấy nói là câu được cá lôi lên thì tuột mất lưỡi. Tôi nghĩ là cái trường hợp đấy không có đâu, bởi vì tôi khá chi là tự tin, tôi cũng nói thẳng với bạn luôn, tôi nghĩ bảo là chắc là không có đâu. Chắc là bị như nào đấy thôi, chứ còn tôi khá là tự tin nên tôi quấn ở đây thường 5 đến 7 vòng, tôi quấn ở chốt cuối cùng này. Tôi đã đốt vào đây nữa rồi. Lúc nào nó mỗi một lần xong thì tôi giằng đi giằng lại mấy lần liền chứ không phải là không giằng. Nói đến tuột thì nó rất chi là khó. Tôi cũng khá tự tin với cả cái buộc của tôi. Đấy. Thế là bảo tuột thì nghe nó, tôi nghe nó hơi khó tin. Tôi nghĩ là chắc là bạn ấy dính cá chim bị nó cắn đứt dây thôi, chứ cần tuột thì chả có đâu. Đấy là trường hợp, có một trường hợp như thế thôi. Thế thôi. Không vấn đề gì cả. Bởi vì trong khoảng tầm 7.000 bộ mà có một người phản ánh thì cũng không vấn đề gì cả. Bạn ấy nói là tôi góp ý rồi thế nọ thế kia, thôi tôi cũng nhận thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cái khóa xoay thì thôi, bạn bảo thế thì tôi chấp nhận. Thế chứ còn một lưỡi mà bung ra thì tôi buộc tuột thì nghe nó hơi khó. Đấy, đúng ra thì hôm nay là có lăng xê này. Thế nhưng mà cái lý do là thế. Lý do là dây dù không đạt yêu cầu. Nên là bây giờ tôi mới phải cắt ra để ngày mai tôi đi nhập đồ thì ngày kia mới lại có lăng xê. Tôi cũng xin nói với các bạn là nếu mà bạn nào mà muốn hỏi cái gì thì hỏi trực tiếp ở trên kênh của tôi, ở trên video tôi sẽ trả lời. Các bạn, tôi đảm bảo, tôi hứa danh dự các bạn tôi sẽ trả lời. Thế còn bạn nào mà lấy hàng thì hãng để lại số, bạn nào lấy lăng xê thì hãng để lại số điện thoại. Chứ nhiều bạn thì muốn hỏi về đồ nọ đồ kia nhưng mà để lại số điện thoại để tôi gọi đến rồi hỏi, chứ không lấy lăng xê kêu là để cho mình 2-3 bộ gì đấy chẳng hạn. Thế nên lúc mình gọi điện đến thì lại hỏi ngược hỏi xuôi, cuối cùng lại không mua lăng xê. Tốt nhất là không nên làm như thế. Anh em có thể, cái tính tôi thì nó cũng hơi khái tính và hơi nóng tính một chút. Có thể là anh em hỏi trên đấy, tôi nói thật chứ có thể anh em hỏi, ví dụ bảo không biết thì hỏi trên đấy cái gì tôi trả lời, tôi trả lời tận tình rồi. Nếu còn để lại số điện thoại để mà tôi gọi đến xong rồi hỏi thì tôi nói thật, cái lúc đấy mà để trả lời thì chắc gì nó đã thật. Đấy, hôm nay mà mất 5 cuộn dù này là cũng mất cơ khớ tiền đây. Chả biết ăn cái gì mà đen thế không biết. Chắc là sáng hôm nay đi ra đường gặp gái đẻ rồi. Mà không để ý, phi xe nhanh quá, chả để ý có con mẹ nó đứng ở bên cạnh hay không. Đấy, anh em đến đây chơi giao lưu kể cả đến chơi cũng có, đến ngồi uống chè cháo cũng có. Anh em đến chơi rồi biết cái tính của tôi khá chi này là nhiệt tình và tiếp đãi anh em chỉ rất chi là ok, ngồi nói chuyện thoải mái không có vấn đề gì cả. Tôi rất chi là thoáng về cái mặt chuyện trò, nó rất chi là cởi mở. Anh em đa số đến một lần là kết rồi, đến chơi thôi chả cần lấy cái gì cả. Tôi cũng tiếp, nếu tôi có thời gian tôi làm quán rất chi là rảnh nha, không có thời gian. Đây, anh em nào đã đến đây rồi thì biết tôi không phải là sống về cái lăng xê này đâu, không phải sống về cái đồ câu này đâu. Tôi làm cửa hàng nhưng mà không phải cửa hàng đồ câu. Đấy, cái lăng xê này thì tôi cũng tình cờ do anh em mới đầu tôi hướng dẫn bảo buộc lăng xê thì người bảo đặt mấy bộ, người bảo buộc hộ cho mấy bộ, người bảo buộc cho mấy bộ, từ chối mãi, từ chối mãi, thì cuối cùng không từ chối được thì phải buộc.
buộc đế mới đầu thì dăm bộ, thế xong lại trục bộ, thế xong rồi dần dần loanh quanh, cuối cùng tôi thành tự dưng lại thành người buộc lăng xê để bán đấy. Tự dưng lại thành cái nghề tay trái buộc lăng xê để lấy tiền uống trà đá. Ôi giời, ngồi hôm qua lùi húi cả ngày đấy, được có 22 bộ lăng xê đây. Thì hôm nay lại tháo hết ra, lại cắt, ngồi cắt hết ra. Nên nó mới đen. Tiếc 5 cuộn dây dù. Phát này lăng xê là hết lãi rồi. Cái hồ mà tôi đi câu ấy thì ngày trước ấy là rất chơi là ít anh em đó, thường thường ngày nó mấy cần câu thôi. Thế từ cái ngày mà tôi câu đây tôi lăng xê cái hồ đấy lên, tự dưng bây giờ cái hồ đấy nó lại đông, có nhiều người không hỏi nhưng mà người ta biết cái hồ đấy, nên là người ta cứ đến người ta câu loanh quanh. Bây giờ cái hồ đấy khá chứ là đông cần câu, thế là tự dưng ấy, chủ hồ lại thêm một món, ngày nào cũng được ra thu tiền. Những anh em mà cách mười mấy 20 cây cũng vòng qua câu, có những người biết rồi cứ nghe phong phanh là đến thôi, chả cần hỏi, bởi vì người ta biết cái hồ đấy rồi thì người ta cứ đến. Nhưng mà anh em nào đến câu rồi thì mới biết nó không phải là dễ ăn con cá đấy đâu, cá đấy ăn thì rất chi là ngon nhưng mà không dễ sơi đâu. 10 cân thì nó khoảng tầm 8 cân móm đấy, tôi thậm chí còn những hôm 10 cần móm cơ. Đấy anh em nào, đấy rất nhiều, tôi có mấy cái video tôi trả lời là lăng xê bao nhiêu tiền, tôi cũng có giải thích rồi nên nhưng mà nhiều anh em vẫn cứ hỏi giá bao nhiêu. Nếu mà anh em tự buộc được thì nó vẫn tốt, giá nó sẽ mềm hơn, giá sẽ mềm hơn. Tôi bán tất nhiên là tôi làm tôi phải có lãi thế thôi. Nhiều ông kêu là thế nọ thế kia, cái này có những ông còn lên bảo là tất cả cái bộ của tôi y xì như thế ở nhà ông ấy bán 10.000 cơ, tôi cũng chịu, tôi lạy. Bán được thì ông làm ông bán đi, ông lên ông kêu làm cái gì. Mưa gió này, Hà Nội đang mưa gió chả có trò gì, thôi thì cũng may. Vừa hay mưa gió đi, đi chơi thì cũng chả đi chơi được, đằng nào cũng ngồi trong cái lô cốt cái quán ở nhà đây. Rồi cuộn dây dù thì lỗi rồi, mai mới đi lấy được, bây giờ ngồi cắt hết cái đống này sắp xếp gọn lại cho mai buộc lại thế thôi. Ngồi lọ mọ buộc cả ngày bây giờ lại đi cắt ra nên đen đen không có gì đen bằng. Nếu mà đúng ra mà nhìn nhằng ấy, không cần làm lại mấy cái này, tôi chuyển cho anh em thì anh em chả biết đâu. Mà thật là anh em không biết đâu, chỉ tôi biết thôi. Nhưng mà làm cái gì cho nó phải với cả cái lương tâm của mình thôi. Bởi vì ở trên đây là cái mạng xã hội, nó rất chi là phức tạp, nên là không muốn bất cứ tôi không muốn bất cứ một cái tai tiếng gì cả. Tôi cũng xin nói với anh em là có những cái bình luận nào mà khiếm nhã ấy, thì sẽ lập tức sẽ bị chặn ngay và xóa cái bình luận đấy đi. Thì tôi cũng vừa rồi thì cũng có một số anh em nhắn tin cho tôi là
có người nói xấu tôi ở cái video này, video này, hoặc là có những người lấy cắp video của tôi. Thì tôi cũng tò mò, tôi cũng có xem qua. Thế nhưng mà tôi nói thật, tôi xem qua cái kênh này người ta cũng lọ mọ để kiếm tiền trên YouTube thôi. Thế nhưng mà cái hình thức ấy, tôi nói thật, mấy cái người mà cứ nói xấu người ta ấy, có mỗi cái trường hợp là sợ người ta hơn mình thì mới nói xấu thôi. Mà cái kênh của tôi làm hiện tại đến 6 năm rồi. Mà trong khi đấy những cái người mà tôi được biết đến đấy thì mới chỉ có một tháng này thôi. Tính đến thời điểm hiện tại những cái video của người ta mới chỉ được được có một tháng rồi thôi. Tôi cũng lên kênh của tôi vọc không biết hàng bao nhiêu về mới được có được một có được cái nọ cái kia rồi mới làm cái kênh. Tôi nói thật, xem cái video ấy, cái thời gian đăng người ta đăng bao giờ và tôi đăng bao giờ thì nó biết ngay thế thôi. Chưa học bò đã lo học chạy. Nói chung là ở mình đây đấy thì nhiều có nhiều anh hùng bàn phím lắm nên là tôi cũng không để ý nhiều. Ngày trước ấy thì đôi khi còn đôi co với cả anh em, thế nhưng mà lâu dần nó thành một cái thói quen. Đôi co làm gì cho nó mệt, ấn chuột một cái là xong, khỏi phải lắm chuyện rắc rối lành mà lại nói qua nói lại nên cuối cùng thành mất đoàn kết. Nên mình chả nói gì cho nó lành, cho người ta là number one, người ta là số 1 đi, mình nhận là số bao nhiêu cũng được, không quan trọng. À đấy, đến mùng 2 tháng 9 này thì các anh em hôm rồi mấy anh em ngồi ở trên Hảo Nam ở trên phố Hà Nội đấy uống bia thì mấy anh em có rủ bảo là đến mùng 2 tháng 9 này mọi người cố gắng tổ chức đi đập đồng mô câu. Thì không biết là ý anh em thế nào, thì hiện tại thì mới có ba ông thôi, tôi với cả bạn Sĩ với cả bạn Tiếp ở Bắc Ninh, bạn Sĩ ở trên Chùa Láng Hà Nội, thế còn tôi nữa, nên là ba anh em. Thế còn không biết còn ai nữa hay không. Đấy là mùng 2 tháng 9, có nghĩa là dòm dòm vào ngày nghỉ đấy. Nếu mà anh em nào đi được thì có thể là phím nhau trước một hai hôm, thế đâu, hoặc là có thể phím từ bây giờ đi, bố trí sắp xếp thì mấy anh em câu giao lưu chơi bời một hai hôm sao đâu. Có thể là lên từ hôm mùng 1 đặt nhà nghỉ các thứ rồi mùng 2 ra đập câu vẫn bình thường, không vấn đề gì cả. Cái đập đồng mô đập theo tôi biết thì tôi chưa lên đâu. Thế nhưng mà có một bạn, một số anh em lấy đồ trên đấy kêu là đập đồng mô, tôi cũng có hỏi qua rồi. Có vẻ cái hồ đấy rất chi là rộng. À, anh em câu cái cách mấy chục mét một ông ngồi giải ra thoải mái. Đánh bao nhiêu cần chả được. Anh em nào mà đi được ấy thì hú hí cái xem như nào. Đây là mấy anh em mới đang dự định đến mùng 2 tháng 9 là như thế thôi, thế còn ngược xuôi như nào thì chưa rõ. Đấy, tôi cũng nói lên đây để anh em tham khảo thử xem nó như thế nào. Anh em đi được thì đi. Hôm trước cũng rượu bia vào rồi, mấy ông ngồi bắt tay bắt chân như đúng rồi bảo mùng 2 tháng 9 đi nhưng mà chưa biết là thế nào, rượu vào thì khó nói. Lên đây mà tham khảo ý kiến anh em, mà lại đông đông anh em ở khu trên vực khu vực ở trên Ba Vì đấy mà hú nhau nữa nhiệt tình nữa thì vớ vẩn, lại đông đông anh em đi lại vui, không sao đâu. Ok đấy, người ta bảo cẩn cẩn tắc vui này, tôi bất cẩn nên là 20 cái lăng xê buộc vào lại cắt ra xong lại buộc vào 22 cái, thế nó loanh quanh thành 40 44 cái. Thế có lộn tiết không? Đấy, bây giờ lại phân chia riêng ra, lưỡi riêng ra rồi khóa riêng. Trời ơi. À một hộp mà lăng xê là tôi nói anh em là một hộp ít nhất là ba cái thì tôi mới chuyển. Mấy anh em
cứ bảo là để lại số điện thoại lấy một cái thì nó không bó công để bọc để đi. Ôi ok. Anh em có thắc mắc hỏi gì thì cứ hỏi, tôi chắc chắn tôi sẽ trả lời nhé. Ok, tạm biệt anh em.